chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Minh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở cộng đồng mạng và đã có nhiều vị khán thính giả đã gửi câu hỏi tới chương trình chúng tôi về một nhân vật khá đặc biệt. Xin thưa đó là một người đồng sáng lập viên của mặt trận uh, quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam tức là mặt trận Hoàng Cơ Minh trước đây thưa quý vị và ông tên là Đỗ Thông Minh thì họ nói rằng là họ muốn biết về nhân vật ông Đỗ Thông Minh và những cái chuyện gì đang xảy ra với ông Đỗ Thông Minh thưa quý vị thì theo tin tức chúng tôi biết là ông Đỗ Thông Minh sinh ngày 17 tháng 12 năm 1950 là dân học trường Chu Văn An trước đây và sau đó thì năm 1970 Ông đi du học tại Nhật học uh, ban hóa uh, học hữu cơ và đến năm 75 thì uh, ông không còn tư cách là du học sinh của Việt Nam Cộng Hòa tại Nhật Bản thưa quý vị thì uh, từ sau năm 1975 ông Đỗ Thông Minh uh, đi vào con đường chống cộng thưa quý vị và có thể nói là trong tuần vừa qua Ông đã viết bài từ biệt Coi như cái lời ngõ này như là cuối cùng Tạp ghi cuối của Đỗ Thông Minh Viết từ Nhật Bản Xin thưa quý vị là như vậy Thì đó là cái câu chuyện mà trên trang nhà của ông Đỗ Thông Minh Ông cho biết là Ông viết bài từ biệt Thì qua cái bài viết có thể nói là bài viết cuối đời của ông đỗ thông minh ở đây chúng tôi cũng không biết là cuối đời hay không hay là ông đang chơi chiêu trò giả chết sắp chết như thế nào đó vì không ai kiểm chứng được tình trạng sức khỏe của ông đỗ thông minh hiện nay thưa quý vị thì có thể nói là ông là một cái người mà có thể nói là suốt đời đi trong cộng chống cộng một cách miệt mài, đi khắp nơi, kể cả lên các diễn đàn như của Power Talk để diễn thuyết. Mà mục đích, người ta có thể thấy là về văn hóa, về lịch sử, về nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng chủ trung, lanh quanh thì cũng gọi là kêu gọi để chống cộng thưa quý vị. Nói chung là vừa văn hóa, văn học, nghệ thuật và cũng vừa đi đấu tranh mở ngoặc kép trong cộng đóng ngoặc kép thưa quý vị thì ông sinh năm 1950 như tôi vừa nhắc đến thì theo những tin tức do chính ông đưa ra chúng tôi xin mở ngoặc kép là không ai thật sự biết được tình trạng sức khỏe thật sự của ông là như thế nào đây là câu chuyện mà theo như ngôn từ của truyền thông Hoa Kỳ là câu chuyện một chiều thì ông cho biết là ông đã bị hư thận và đang bị đi vào tình trạng là lọc thận và hiện nay thì ông phải uống thuốc giảm đau rồi ông đánh máy thì có thể nói là ông đánh máy bằng một ngón tay của mỗi bàn tay thưa quý vị vì hiện nay ông cho biết là ông rất là đau đớn và mắc mờ Nói chung là theo cái bài viết của ông thì ông uh, có khoảng uh, 35 đầu sách và ông muốn tản mạng trải nghiệm và đưa ra một cái kinh nghiệm sống và cái cuộc đời đi mở mặt đấu tranh chống cộng sản hơn 52 năm qua thưa quý vị có thể nói là uh, với cái việc mà ông viết bài từ biệt thì ông cho biết là đây là một cái lời giả biệt trước khi là ông có thể đi vào cõi bên kia thế giới. Nói chung là theo bài viết của ông thì từ năm 2019 thì tình trạng sức khỏe của ông ngày càng lũng bại và suy sụp. Và như ông nói thì mắt ngày càng mờ Và hiện nay thì chỉ đánh máy bằng hai ngón tay Thì có thể nói là ông là một cái người giỏi hán tự Giỏi viết lách, giỏi sưu tầm Ngay từ năm 1977 thì ông đã viết một cái chủ thuyết Gọi là Việt Đạo Nhân Bản khoảng 100 trang B5 chữ nhỏ ra đời và cũng không thể ngờ rằng uh, ngay từ lúc đó và tình thế đưa đẩy thì ông luôn cuốn hút vào những chuyện việt nam và khi bắt đầu mà khôn lớn biết suy xét biết mình cần làm gì thì ông đã chỉ chú tâm đến vấn đề việt nam thưa quý vị và ông say mê miệt mài không lo đến cái riêng cho mình cũng như là khi học đại học hay là sau khi uh, tốt nghiệp đại học không tha thiết kiếm việc làm mà coi việc làm điều đạn hàng ngày là chôn chân là không thể có giờ học và làm theo lý tưởng chấm chấm chấm. Nói chung thì uh, ông uh, đã biên soạn những cái uh, tác phẩm như là bán thường dùng Hán tự với uh, hơn 600 người đã sử dụng trong 30 năm qua. Rồi nói chung thì ông là một người viết lách rất nhiều, sáng tác rất nhiều, cũng như viết hầu hết các chủ đề liên quan tới Việt Nam. Khoảng 35 đầu sách. Một số thì nói về vấn đề Đông Kinh, Đông Kinh nghĩa thuật, phong trào Đông Du, vân vân. Một số thì liên quan tới lịch sử, một số thì liên quan tới uh, bách khoa toàn thư hay từ điển thưa quý vị. Nói chung thì những cuốn tự điển uh, Nhật Việt do ông uh, gom góp biên soạn chẳng hạn như vậy, hoặc là những cuốn uh, cách học tiếng Nhật và học... Uh, thông thạo tiếng Nhật rồi ông làm nghề hướng dẫn viên du lịch từ đó tới nay nói chung là một cái nghề tự do để mà ông có thể nghỉ bất cứ lúc nào để mà ông có thể lên đường đi diễn thuyết ở nhiều nơi và tổng cộng trên 250 lần diễn thuyết và trên hàng 8-90 lần đến Hoa Kỳ để mà diễn thuyết thưa quý vị và kể cả đi bản sách của mình nói chung là đó là một cái con người mà chúng ta cũng cần biết đến thì ông là đồng sáng lập viên của mặt trận hoàng cơ minh tên dài dòng của nó là mặt trận thống nhất quốc gia giải phóng việt nam vân vân thì ông là một trong ba đồng sáng lập viên và là một người chống cộng hết sức là coi như là cực đoan và có thể nói rằng là ông tham gia mặt trận ngay từ đầu và cho đến năm 1985 thì do những bất đồng đến từ cá nhân ông với hai người khác uh, lãnh đạo của phong trào uh, chống cộng tức là mặt trận uh, tạm gọi là Hoàng Cơ Minh thì ông uh, ra đi thưa quý vị Nói chung ông tham gia thời gian đầu và đến năm 1985 thì ông ra đi coi như là công bố từ giả mặt trận thì sau đó thì ông tiếp tục con đường riêng của ông và ở đây có những tin tức đồn đoán cho rằng có một thời gian thì ông là trùm của một đường dây chuyên môn đánh hàng nghĩa địa tức là mặt hàng phế thải ở bên Nhật chẳng hạn như xe Honda hai bánh đồ điện tử đó thì ông Đỗ Thông Minh này là một trong những tay trùm đánh hàng về Việt Nam và kiếm rất nhiều tiền thưa quý vị nhưng mà ở đây chúng tôi nói đó là tin tức được tung ra bởi tờ văn nghệ tiền phong còn trên thực tế thì ông mở một vài công ty một vài cái chợ một vài cái cửa hàng để buôn bán thưa quý vị thì nói chung ông là người mà có thể nói là làm truyền thông cũng nhiều thưa quý vị nói chung ông cũng giao tiếp rồi cũng biết nhiều bạn bè giới chức trong ngành truyền thông rồi ông tham gia trả lời cho các cơ quan truyền thông báo chí ở hải ngoại như BBC, AFA, AFI, vân vân thưa quý vị. Và có thể nói là ông đi nhiều nước trên thế giới. Và cuối cùng thì bây giờ ông phải dừng chân vì ông đã bị bệnh hư thận thưa quý vị. Nói chung là khi mà bị bệnh hư thận Thận nó không hoạt động hữu hiệu Thì bắt đầu phải chạy thận Và có thể nói là cái việc chạy thận mỗi tuần vài lần Đó là một cái cực hình rất lớn thưa quý vị Và nó làm cho con người dần dần yếu đi Và sẽ ra đi Khi mà cái thận nó hoàn toàn bị hư hỏng nói chung là ai mà biết về bệnh thận hư thận thì rất là khổ sở thưa quý vị lúc nào cũng mỗi tuần phải đi lọc thận ở các trung tâm lọc máu lọc thận vài lần trong tuần khiến cho con người nó càng càng nó bị suy nhược và đó là cái câu chuyện của ông đỗ thông minh khi mà những ngày ông cho rằng cuối đời của ông và ông viết một cái bài từ biệt tuy nhiên cái vấn đề ở đây không phải là ông từ biệt một cách bình thường mà ông từ biệt với một cái việc mà ông gọi là di sản của đời ông và ông muốn bán lại cho những người gốc việt ở khắp nơi thưa quý vị các tổ chức đặc biệt là các tổ chức chống cộng và cái di sản của ông thì là tập hợp những binh pháp, những phương cách, những cái hồi ký và những cái cách chống cộng thưa quý vị. Nói chung thì sẽ có những kháng thính giả họ sẽ lên án cái việc mà tạm gọi là mở ngoài kép, hốt cứu chót. Nói chung là với cái việc mà tung ra một cái tuyển tập cuối đời, và có thể nói đây là một cái tuyển tập hết sức đồ sộ Nặng tới 20kg giấy Có thể nói là tập hợp những cái Chúng tôi xin nói lại là Giống như là những cái binh pháp, những cái cách chống cộng Và ông Đỗ Thông Minh thì ông dùng ngôn từ khác Đó là cái cách mà ông gọi là những phương pháp đấu tranh mở ngoặc kép đấu tranh cho đóng ngọc kép thưa quý vị những cách thức đấu tranh thực chất thì uh, những bài viết uh, chỗ này chỗ kia ở trên internet thì ông uh, đỗ thông minh gom góp lại và tạo thành một cái tuyển tập giống như một cái cuốn binh pháp để mà ông nói là dùng trong cái việc mà đi đấu tranh thưa quý vị nói chung thì uh, không biết là cái việc mà ông bán được hay không nhưng mà với một cái sự đồ sộ lên tới 20 kg thưa quý vị và có thể nói đây là một cái tuyển tập mà nặng ký theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tức là tới 20 kg giấy và ông định giá bán là Khoảng à, lúc đầu thì 1000 đô la Xin thưa vậy vị là như vậy Sau đó thì ông giảm xuống còn à, 750 đô la Rồi hiện nay thì ông à, quyết định giảm giá xuống còn à, 560 đô la Thì có thể nói là à, nhiều người nói rằng đây là cú hốt hội à, chót của ông Đỗ Thông Minh thì hiện tại thì tình trạng gia đình của ông ông có một trai và hai gái và đã đều lập gia đình có một cháu nội ba cháu ngoại tất cả đều khỏe mạnh và cuộc sống ổn định thì có thể nói là cho tới hiện nay ông là coi như bàn tay trắng thưa quý vị ông nói rằng là ông không màng tìm nơi dung thân sung túc không màng mang quốc tịch bản xứ nhật bản không màng nghề nghiệp không màng nhà không màng xe không vướng bận gì ngoài chuyện việt nam cứ thế kiên trì lầm lỗi cứ thế đi cho tới nay Chúng tôi hầu như tay trắng Không lái xe Thế mà vẫn có thể chu du khắp nơi Và bất cứ lúc nào cảm thấy cần Đó là nhờ sự giúp đỡ của đồng hương Những người có tấm lòng Thưa quý vị Thì có thể nói là Đó là cái lời tự sự Của Ông Đỗ Thông Minh Trong những giờ phút cuối cùng Khi mà tuổi đã cao Sức đã yếu và mong muốn có sự cảm nhận đồng tình nhiệt tình ủng hộ của quý đồng hương cả ở trong và ngoài nước xin thưa là không biết là có ai ủng hộ ông không nhưng mà ông đem đóng các tuyển tập những cái bài viết uh, chống cộng rồi ông uh, làm thành một cái tuyển tập và như tôi vừa nói là ông đưa ra giá bán hết sức là khủng khiếp 1.000 đô rồi từ từ xuống 750 đô rồi tới 560 đô nhưng mà vấn đề ở đây ai là người có thời gian để mà đọc hết 20 kg một cái mớ mà tuyển tập tổng hợp tả pin lù như thế rồi quý vị, vị nói chung thì với cái việc mà viết lắp thì có thể nói là ông đỗ thông minh viết lách rất nhiều và chúng tôi cũng đã nói là tới hơn 35 đầu sách. Và bây giờ thì ông coi như cuối đời cho nên ông gom lại tất cả những cái bài viết ở trong các laptop của ông. Những bài viết từ trước tới nay và những bài viết còn lại thì theo những lời ông nói thì ông cho biết là đã có một sự bất mát lớn khi mà một số bài viết của ông ông bây giờ ông không tìm lại được thưa quý vị và tình trạng hiện nay thì ông cũng cho biết là không còn ai mua sách mua nhạc không còn ai quan tâm gì tới cái chuyện Việt Nam ở ngay tại địa phương của ông thưa quý vị nói chung là tình trạng hết sức là heo hắt yếu ớt không ai muốn mua những cuốn sách mà mang cái tính chất dạy đời mang cái tính chất kích động mang cái tính chất gọi là vô bổ ngực xưng tên hay tự sướng rồi quý vị nói chung dân hải ngoại ở đây cũng rất ớn những cái chiêu trò viết hội ký tự tân bóc tự tô vẽ rồi tự đánh bóng rồi tự xóa tội coi như là xóa sạch rồi quý vị nói chung là ai cũng ham muốn viết hồi ký tự tân bóc mình như là những nhà anh hùng, những nhà đấu tranh mở ngoặt kép vì dân vì nước, những nhân sĩ lớn của cộng đồng ở hải ngoại, những người mà nếu mà không có tôi thì cộng đồng sẽ suy sụp vân vân đưa vậy nói chung là những cái dạng ngáo về tư tưởng ngáo về tâm thần ngáo về ảo tưởng chính trị nói chung là những cái tư tưởng mà lúc nào cũng muốn lên lớp cũng muốn làm thầy đời cũng muốn giật dây kích động cũng muốn ta là cha thiên hạ thưa quý vị nói chung là lúc nào ông cũng ra vẻ như ta đây là một học giả thưa quý vị. Nói chung thì đây là một cái dạng hết sức khó khăn cho ông Đỗ Thông Minh khi mà tới cuối đời thì ông không có tiền, không có nhà, không có xe như ông thú nhận trong cái lá thư từ biệt này. Nói chung thì ông cũng xin quý vị đồng hương để mà ủng hộ ông thưa quý vị và có thể nói rằng với cái việc mà tham khảo rồi việc viết lách thì nó khoảng 30.000 trang sách còn nếu mà kèm theo các đường link thì tổng số lên tới 300.000 trang sách Nói chung thì mỗi cái link là một mớ trang sách thưa quý vị Thì chúng tôi xin đi vào cái tuyển tập Tuyển tập này ông Đỗ Thông Minh đặt tên là Con đường dân chủ Xin mở mặt là mở ngoặc kép con đường dân chủ Nhưng mà đối với chúng tôi Chúng tôi nghĩ rằng đây có thể là những cái binh pháp mà ông thường nói là đấu tranh để mà có dân chủ, có tự do, có nhân quyền, vân vân thưa quý vị. Thì cái bộ sách Con đường dân chủ gồm 22 cộng 8 cuốn phụ lục cộng một cuốn tạp ghi cuối, tổng cộng là 31 cuốn. Và ông cho giá là như tôi nói là 750 đô la Mỹ kim còn nếu mà quý vị đồng hương mà yếm trợ thì tác giả có thể bớt 25% xuống còn 560 đô la Mỹ và xin thưa là cái trọng lượng lên tới 20 kg cho nên quý vị độc giả buộc phải trả thêm cước phí cho 20 kg rồi nếu quý vị nào muốn mua thêm 20 cuốn khác của tác giả Đỗ Thông Minh Tức là ba cái cuốn sách mà lâu nay ông không bán được các thưa quý vị Thì quý vị nào muốn mua thì ông bán một cái combo, một cái gói gồm 20 cuốn Thì là 1.000 đô la Thì à, cái package, đó, tức là cái gói combo 1.000 đô la đó thì ông nói là sẽ có cái bộ gọi là con đường dân chủ 31 cuốn cộng thêm 20 cuốn khác thì chúng tôi xin nói rõ như thế là để cho quý vị khán thính giả có thể hiểu được câu chuyện là đến cuối đời thì ông Đỗ Thông Minh muốn bán hai cái cơ bộ về sách một là con đường dân chủ giá là 560 đô la và nó dày và nó nặng trên 20 kg một cái combo khác chúng tôi xin nhắc lại là 1.000 đô la thì gồm bộ con đường dân chủ 31 cuốn cộng thêm 20 cuốn nữa là 51 cuốn sách thì có thể nói nhiều người cho rằng là ông Đỗ Thông Minh đang tính hốt cú hủy chót hội cuối đời thưa quý vị và cuối thư thì ông xin kính chào tạm biệt tác giả Cẩn búc Tokyo 2022 Đỗ thông minh nói chung thì ông cũng thông minh trước khi qua đời thì ông yêu cầu kêu gọi những người đồng hương những tổ chức mà ông quen biết kể cả những tổ chức chống cộng hãy làm ơn mở hầu bao ra tay mua giùm cho ông một mớ sách thưa quý vị theo như lời ông nói thì in quá tốn kém và hiện nay nó đầy nhóc trong nhà ông trong kho của ông và ông muốn coi như là gỡ gạt cứu chót thưa quý vị nói chung thì ông muốn thay vì cho miễn phí để mà quảng bá thì bây giờ ông muốn những độc giả phải trả những cái phí tổn hết sức là cao từ 560 đô 750 đô 1 đô nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng cũng rất khó mà có thể có độc giả nào mua thưa quý vị với cái con số mà 31 cuốn sách 20kg cộng thêm 20 cuốn sách khác Xin thưa không ai có thời giờ đọc Mà nội dung thì người ta cũng đã đoán Với cái tựa đề là con đường dân chủ thưa quý vị Thì cũng lanh quanh những cái chuyện mà đi chống cộng Rồi bình pháp chống cộng, cách chống cộng vân vân và vân vân Và như thế thì ai đầu mà có thì giờ đọc tới 20 kg gần theo như ông nói là 30.000 trang sách thưa quý vị nói chung thì uh, đây là một cái mà làm chế với độc giả xin thưa về đây vậy và nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao mà ông có thể mà viết ra như thế thì chúng tôi cũng nói thẳng với vị là ông không có viết hết thưa quý vị mà ông lấy đầu này đầu nọ copy chỗ này chỗ kia thưa quý vị ông làm như là một cái tuyển tập xin thưa quý vị là như vậy coi như là bỏ vào cái tuyển tập của mình và chúng tôi cũng không biết là ông có được sự đồng ý của các tác giả khác hay không nhưng mà ông cứ việc lấy của thiên hạ bỏ vào và coi như là một tuyển tập một tổng hợp và có thể nói là vì ông là một trong những đồng sáng lập viên của một tổ chức chống cộng, một mặt trận chống cộng lớn nhất ở hải ngoại. Cho nên chắc có lẽ là thiên hạ cũng không muốn đụng đậy, không muốn lên tiếng đối với ông Đỗ Thông Minh mà coi như giả vờ không biết. Cũng chẳng có kiện cáo về vấn đề tác quyền, vấn đề tác giả vấn đề bán quyền vân vân thưa quý vị mà xin thưa là ngay cả việc mà đi điều tra thì cũng hết sức nhiều khê không biết là trong cái 30.000 trang thì cái phần nào là phần lấy của thiên hạ lấy của tác giả nào vân vân cho nên là xin thưa là cũng chịu thua nói chung thì à ông muốn tung ra một cái gói cứu hụi chót cuối đời bán cho theo như ông nói là quý đồng hương quý tổ chức quý hội đoàn quý tổ chức người việt các thư viện các cơ quan truyền thông các nhà nghiên cứu vân vân nên có một bộ con đường dân chủ của đỗ thông minh thưa quý vị thì đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn trả lời cho một số quý vị khán thính giả khi mà họ thắc mắc và tò mò về cái nhân vật đổ thông minh nói chung thì uh, nhiều người cũng biết tới tên ông thưa quý vị và theo như lá thư từ biệt này thì hiện nay sức khỏe của ông cũng đã suy sụp rất nhiều phải chạy thận hàng tuần và đánh máy bằng hai ngón tay còn những ngón tay khác thì hiện nay đang bị đau đớn sưng tấy thì đó là câu chuyện của ông Đỗ Thông Minh thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Thiên đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới